như các bạn vừa quan sát xong cái quá trình test cái bơm lưu lượng 315 thì các bạn cũng thấy rồi đó, những cái máy bơm công nghiệp là dòng máy bơm có công suất lớn, thường sử dụng rộng rãi cho các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thủy lợi, thủy sản, tưới tiêu và bơm chống ngập. Vì hiện nay trên thị trường rất là nhiều dòng máy bơm công nghiệp rất là đa dạng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Mỗi loại máy bơm đều có những ưu điểm và cái độ tiện lợi để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Và tại sao các bạn cần sử dụng những cái máy bơm công nghiệp có công suất lớn như thế này? Vì khi các bạn lựa chọn một máy bơm công nghiệp phù hợp với ngành nghề, không chỉ giúp tăng hiệu suất và hiệu quả sản xuất mà còn tiết kiệm ngân sách đầu tư và bảo trì. Đặc biệt hơn với những ngành công nghiệp đòi hỏi với những yếu tố khắt khe và kỹ thuật cao, nhất là trong việc vận chuyển và truyền dẫn nước, thì việc lựa chọn một máy bơm càng được cân nhắc và kỹ càng hơn. Thì bên mình sản xuất cái bơm lưu lượng này để đáp ứng nhu cầu bơm việc truyền dẫn nước và chuyển động nước một cách là thông thoáng nhất. Thì cái bơm lưu lượng này có thể cho lưu lượng nước từ 800 đến 1000 mét khối nước trên giờ, nó đẩy xa 500m, cột áp 10m. Và hiện tại các anh kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra lại toàn bộ tất cả những cái khâu và những cái thiết bị trong cái máy bơm để trước khi mình tiến hành đóng gói giao đến cho khách. Như các bạn biết, yếu tố nào tạo nên một máy bơm công nghiệp chất lượng và cho lưu lượng lớn, đồng thời nó có độ bền bỉ, ổn định, mạnh mẽ, lâu dài, thì có rất là nhiều yếu tố để dựa vào những cái tiêu chí để đánh giá một máy bơm chất lượng. Và ưu điểm của những máy bơm công nghiệp là nó cho với công suất lớn và sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng thời nó tuân thủ theo những cái quy tắc, quy định, để từ đó nó cho một máy bơm sản xuất ra phải đúng tiêu chuẩn. Vì thế trong các ngành công nghiệp luôn rất là ưa chuộng vì họ truyền dẫn nước và bơm chống ngập, bơm chất thải, thì cần một cái máy bơm công nghiệp có một cái độ ổn định cao và hoạt động nhiều giờ liên tục như vậy. Và hiện nay những cái dòng bơm công nghiệp trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà tại sao bên mình vẫn cho xuất đi những cái máy bơm công nghiệp có chất lượng và đầy uy lực, mạnh mẽ như thế này? Thì bên mình cũng đầu tư nâng cấp, cải tiến, sáng tạo để đưa ra một cái sản phẩm tối ưu nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất và đặc biệt hơn nữa là uy tín, trách nhiệm, để đưa đến tay người tiêu dùng một cái sản phẩm máy bơm công nghiệp hiệu quả và đạt năng suất cao khi các bạn đưa vào công trường hoặc là những cái công nghiệp, khu công nghiệp để vận hành vào việc bơm truyền dẫn và cấp thoát nước hoặc là bơm chất thải, thì thực sự rất là hiệu quả và đạt tối ưu rất là cao. Thì hiện tại bên mình đã chuẩn bị đóng gói hàng giao đến tận tay và bên mình đã kiểm tra kỹ càng tất cả công đoạn từ thân bơm, cánh bơm, máy bơm và những cái sản phẩm phụ kiện kèm theo trước khi mình đóng gói để giao đến tận tay người tiêu dùng. Và những cái sản phẩm này bên mình bảo hành cho khách là 12 tháng nha các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm tin dùng. Và một lần nữa xin kính chúc quý khách thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.